Đây là su hào đây. Xoài sợi 4 ly đây. Tươi mà gãy ngay là sẽ bị gãy, gãy sợi. Anh đun thử mà, anh đun thử đấy. Này cứ đẩy vào thôi đúng không? Coi áp tủ mát ở đằng sau thôi. Cầm cái phản mái tay đi. Đưa thẳng vào hết tay là được. Vâng, đúng rồi. Anh để nhựa lên, để nhựa lên. Ngồi thoải mái mà đẩy cho nó vuông thành khắp cạnh mà. Đây là sợi này là sợi 4mm này. 4mm sợi to này. 3mm, 2mm, 3mm, 4mm. Còn đây là cái sợi này, sợi 2mm này. Sợi 3 đây, không này. Đây là sợi 3mm này. Sợi 3mm này. Sợi 3 ly và sợi 2 ly. Đấy, 3. Đây là 3 ly, đây là 2 ly. Đây là 4 ly này. Đây là 4 ly này. Cho hướng dẫn cho các bạn cách thay cái dao nhé, thay mắt này. Hay tiền thể hôm nay là khách hàng mang su hào đu đủ đến để chắc thử cái máy thì mình quay cho cả nhà xem luôn. Đấy, chỉ việc lấy lỏng hai con ốc vít này ra, nhấc cái mắt này ra. Đây là mình sẽ thay cái mắt, thay mắt 2mm vào. Cái này muốn nắp ngược cũng không nắp được bởi vì nó sẽ có chiều, có cái chiều cá nhất định rồi, nên là không thể nắp ngược được. Đấy, cách tháo ra tháo vào nó đơn giản này. Đấy. Tay mình hơi lồng đằng sau một chút để cái con ốc nó không quay. Đấy, là thay xong rồi. Ở bên đối diện này cũng thay như vậy thôi, chỉ cần nới lỏng thôi nhé. Nới lỏng ra đằng sau rồi giữ tay một chút. Giữ tay một chút để cho con ốc nó không bị xoay. Con ốc không bị xoay đấy, tháo ra này. Tháo ra cách nắp vào này. Ví dụ như muốn vệ sinh thì có thể tháo ra vệ sinh, hoặc là có nước, áp lực nước thì có thể phi thẳng vào. Phi thẳng vào, đấy cách phi thẳng không bắn sau này đâu nhỉ. Đằng sau thì giữa tâm này nó có cái lỗ thì mình có thể đặt cái dẻo vào để cho nước nó bắn sang thì nó sẽ thấm luôn. Đấy, đây là cách thay lưỡi dao này. Rất là nhanh. Cái mâm thì cứ để nguyên thôi, chứ còn tháo mâm ra thì mình phải có đồ mình tháo nó dễ. Đây là mình đang vừa test thử cái máy. Máy này máy QT107 cả nhà nhé. Tiện thể mình nói luôn này, đây là mình trực tiếp sản xuất nhé, chứ không nhập vào đâu cả. Nên là mình rất thấu hiểu về cái sản phẩm, các cái sản phẩm các cái nhà hàng và những khách hàng của mình đến mua và sử dụng này. Đấy. Từ sợi 2 ly, 3 ly, thậm chí có cả sợi 1 ly, ly rưỡi nữa. Đây là mình đang thái 3 loại này. Đây sợi 4 này, sợi 4 mini nhé. Trong đây có cả su hào này, mình vừa đẩy cả su hào. Đây là su hào đấy, su hào này, còn đây đu đủ này.
dài. Đây là quả đu đủ này. Quả đu đủ. Còn trong chỗ này nó có quả su hào đây. Cả nhà có nhu cầu liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình nhé. Hôm nay thì mình đang có mấy bác ở trên Hà Nội xuống đang thử máy và tiện thể mình quay luôn. Cho nên là hôm nay cũng không chuẩn bị sẵn cho nên là hình ảnh nhiều lúc nó hơi lông côm, bởi vì lúc mình thái sợi 1, sợi 2 thì mình cũng không quay. Lúc quay sợi 4 thì mình lại nhớ máy mình mang ra mình quay. Các nhà có nhu cầu thì liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình nhé.